Xin chào các bạn, mình là mẹ Phạm Thị Hồng Yến và bé Nguyễn Phạm Nam Phương. Hai mẹ con mình sẽ tham dự cuộc thi chung kết Vào bếp cùng mẹ của báo Sài Gòn Tiếp Thị, được tổ chức vào ngày 4 tháng 8 năm 2019. Và số báo danh của mình là 03. 03 các bạn ơi, hãy bấm nút like cho mình nhé. Mình đang chạy đua cuộc thi bấm nút like trên báo Sài Gòn Tiếp Thị. Và cuộc thi sẽ hứa hẹn nhiều món ăn rất ngon và hấp dẫn, được truyền hình trực tiếp trên báo Sài Gòn Tiếp Thị Online. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn.